Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái sản phẩm lắc tay vô cùng là đặc biệt. Đây là một cái siêu phẩm, một cái mẫu mới bên nhà mình mọi người nhé. Rất là to luôn, bản cực kỳ là to. Cái này thì nó có trọng lượng là 6 cây 6, size tay là 21. Và thì rất là nhiều bạn mình hỏi bên bên shop cái mẫu mà có lắc tay, có cái bản to ngang là tầm độ 3 phân. Đấy thì nếu như bạn nào mình thích cái kiểu lắc mà có cái độ bè độ to thì các bạn hãy tham khảo ngay cái mẫu này. Đây là một cái thiết kế mới bên nhà mình đó, các bạn nhìn kiểu dáng cực kỳ là đẹp. Mẫu này mình gọi là mẫu lắc tay đơn mọi người nhé. Đấy, mẫu lắc tay đơn và nó là dòng đơn đúc đó, cho nên là nó có cái thiết kế rất là đẹp. Các bạn hãy quan sát kỹ nhé. Đây là cái sản phẩm mà phải nói là rất là phù hợp cho những anh em mình thích đeo cái dòng lắc mà nó có cái bản to và nó có cái độ khỏe mọi người nhé. Đấy, cái lắc này thì nó rất là khác biệt so với lại những cái sản phẩm lắc mà các bạn thường thấy trên thị trường. Các bạn nhìn cái cạnh nhé, cạnh của sản phẩm nó như thế này. Đấy, nó được tạo thành một, nó được mài nhé, mài vát vuông thành sát cạnh như thế này. Đấy, cho nên là nó sẽ rất khác so với lại những cái sản phẩm khác mà các bạn từng nhìn. Đấy, và trên bề mặt là nó có cái đường cắt, đường mài như thế này nhé. Đấy, mọi người nhìn nó vô cùng là rất là đặc biệt, và khi mà các bạn đeo lên tay thì nhìn nó rất là nam tính. Đấy, thì riêng cái mẫu này thì các bạn đeo thì các bạn yên tâm là nó vô cùng là đẹp. Mình sẽ để lên tay như này nhé, để cho các bạn nhìn khi mà cái sản phẩm lên tay thì đặt lên tay mình thì nó sẽ như thế nào. Đấy, nó sẽ như thế này. Đấy thì các bạn hãy quan sát kỹ cái mẫu lắc mới bên nhà mình nhé. Đây là một cái sản phẩm mình làm bằng bạc đẹp. Đấy, bạc đẹp. Và các bạn nếu như bạn nào mình thích sở hữu cái sản phẩm mà nhìn nó khỏe, nó nam tính thì các bạn hãy tham khảo riêng cái mẫu này. Hiện tại thì mình có một cái khuôn này thôi mọi người nhé, một cái khuôn bản là 2/85 như thế này, và có trọng lượng là tầm 6 cây rưỡi trở lên, nó tùy theo cái size tay đó. Thì bên nhà mình làm hàng đặt, cho nên là các bạn có thể là đặt theo cái size tay của mình được. Sản phẩm này thì mình làm khóa hộp mọi người nhé, một cái khóa hộp, cái kiểu khóa hộp rất là đẹp và cực kỳ là gọn gàng, nhìn nó sẽ không thô mọi người nhé, bởi vì mình cho thợ thiết kế một cái khóa hộp nó sẽ rất chi là khuôn sinh luôn đó, khuôn sinh, và các bạn đeo lên tay thì nó sẽ không bị thô đấy, bởi vì là mình muốn thiết kế cái kiểu khóa nó gọn gàng để các bạn đeo nó không có cảm giác là nặng nề. Đấy thì đây là một cái mẫu nhé, mẫu lắc tay mình mới làm xong cho khách, và một cái thiết kế rất là mới. Bạn nào mình yêu thích thì các bạn hãy tham khảo cái video này nhé. Đó thì đây là một cái mẫu mà mình mới ra để dành cho những anh em mình thích đeo cái lắc tay tầm độ 6-7 cây và có cái bản to ngang to tầm độ 3 phân, thì các bạn hãy tham khảo mẫu này. Mẫu này thì với cái độ to như thế này mà nó có 6-7 cây thôi thì các bạn cũng sẽ rất là dễ đặt hàng mọi người nhé. Đấy, bởi vì những cái sản phẩm mà thường có độ to tầm 3 phân như này thì nó phải tầm chục cây. Đấy, nhưng riêng với cái mẫu này là mình thiết kế như này thì với trọng lượng nó cũng là vừa phải thôi, cho nên là các bạn cũng sẽ rất là dễ mọi người đặt hàng nhé. Nếu như các bạn thích hàng to đấy thì mình quay cho mọi người xem cái sản phẩm lắc tay mới to và khủng này, thì bạn nào mình yêu thích thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé, để mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn về cái mẫu này. Đấy, đây là một cái mẫu mới rất là đẹp, mình mới làm xong thì mình làm cho một cái anh khách ở Hà Nội, anh ấy đặt một bộ luôn, gồm một dây chuyền và một lắc tay. Đấy thì hàng to khủng như thế này. Đấy thì bạn nào mình yêu thích nhé, sản phẩm lắc tay mẫu mới này thì các bạn nhớ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Đó thì mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nhé về cái mẫu lắc tay này. Đó thì một lần nữa là cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.